có màu xanh màu đỏ. Con thích màu xanh màu đỏ. Màu đỏ. Mấy đỏ chị Năm ơi. Đỏ với cái hồng luôn á. Đôi. Dạ cái này 500 ngàn. Còn cái bộ bảo hộ thì có đi kèm không? Dạ bảo hộ 100 ngàn, nón 100 ngàn nữa. Cái bộ bảo hộ là 100 ngàn là đi. Dạ. Dạ chứ sao con nó lớn lên chứ. Hả? Có xét mới lấy đỡ xét á. 24, 18 á. Mở, hướng dẫn mở nha. Mở đi về. Thì giống nhau à? Dạ giống nhau. Nó không phải. Nó không, chiếc chân phải chân trái. Bên đó bên trái. Chân trái, chân phải có thắng nè anh. Rẻ chân chân đi đâu nè. Đây là chỗ nhỏ nhất chưa còn cỡ nào không? Nhỏ nhất rồi đó. Trang dạng thường á, kiểm tra thôi chứ mình đâu biết nó xuất trên nào. Đây là hàng Trung Quốc hay sao? Mình sản xuất ở đây. Sản xuất ở Việt Nam nè. Cái hàng Trung Quốc không? Tính mua hàng Trung Quốc. Dạ. Chân đúng không? Đầu gối. Dạ, đây là tay. Còn đầu, đầu khỏi cần á. Con cần nón không? Baby. Bự đầu gối. Rồi. Rồi. Đây được nha. Đội đó bảo hiểm. Bảo hiểm ở nhà có. Bảo hiểm ở nhà mình đội. Cái đó nón giống mấy cái dòng mà nón mà đi xe đạp đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bảo hiểm Honda nó khác, bảo hiểm xe đạp nó nhẹ hơn. Nó cứng hơn, đẹp hơn. Ở Ba Lục ra cho có. Hàng mua nước ngoài về đàng hoàng mà. Cái này hết chiêu là chứ 100 ngàn. Dạ, 7 không 600 rồi về tính 500. Sao 700? Vậy về 500 với cái bảo hộ 100 600 anh. Cái lấy lộn vậy không? Này là màu gì ta? Màu đẹp kem. Màu trắng. Giới thiệu với các bạn, đây là quần áo võ thuật. Môn này môn karate nha các bạn. Có size từ 1m1 cho tới 1m8. Chất liệu làm bằng vải kaki nha các bạn. Thoáng mát, mặt bền. Thank you.
Hỏi con học gió bobin em không? Dạ mới học lần đầu tiên à. Dạ. Ủa chị. Thấy vô đây này. Thẳng vô đi con. Sao không có vậy? Đúng nhà rồi này chị. Size nhỏ nhất rồi chị. Size nhỏ nhất của em bé. Nhỏ mà. Đẹp không? Thích không con? Cái quần ở đây vừa. Dạ em coi đi. Có phải không? Cổng mới đánh được. Cô mặc đó mới đánh được. Có chặt đâu đánh được. Chặt đánh chắc áo luôn. Thấy cô mặc đẹp không? Như bộ như cô. Môn này đi chân không chị? Không à. Môn cổ truyền mình mới đi về ba ta. Xây lại, xây từ từ. Nói cái là làm như đi về vô vậy từ từ. Thấy tao ngưng rồi biết. Nãy cái này chưa nói được. Em có kệ để khách vô. Dây kháng lực á, dây ngũ sắc á. Dây ngũ sắc không? Dạ.